Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 8 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những người làm chương trình xin được gửi tới các bà, các mẹ, các chị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh họp về thực hiện dự án xây dựng mới cơ sở 2 Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam tại Hưng Yên. Nghề chiết ghép, đóng bầu cây thuê ở Văn Giang mang lại thu nhập khá cho nhiều người dân. Nhiều hộ dân xã Đức Hợp thu nhập cao từ đánh bắt cá mòi. Mỹ Hào làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho dự án và đầu tư. Cần loại bỏ hủ tục đốt vàng mã gây mất mỹ quan và tốn kém lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp bàn một số nội dung để chuẩn bị thực hiện dự án xây mới cơ sở 2 Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam tại Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng dự có lãnh đạo Học viện Y Học Cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Dự án xây mới cơ sở 2 Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1748 ngày 8 tháng 11 năm 2017. Theo đó, học viện được xây dựng tại khu Đại học Phú Hiến với mức vốn 2.860 tỷ đồng. Trong đó, Chính phủ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại cho dự án là 2.600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài trong 5 năm 2017-2022. Khi đi vào hoạt động chính thức, học viện sẽ đáp ứng quy mô 10.000 sinh viên và cơ sở bệnh viện thực hành đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền hạng 1, quy mô 600 giường bệnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Học viện Y học Cổ truyền mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm để dự án được triển khai sớm, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để phía Trung Quốc chuẩn bị sang tìm hiểu, khảo sát tính khả thi của dự án về các vấn đề như địa chất, khí tượng thủy văn, vấn đề giải phóng mặt bằng, cung cấp nước sạch, điện, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự cho dự án. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang khẳng định Hưng Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách và các điều kiện cần thiết để dự án sớm được triển khai. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ngành liên quan phải có báo cáo ngay các vấn đề mà chủ dự án yêu cầu nộp về tỉnh muộn nhất vào ngày 11 tháng 3 để tỉnh và học viện làm việc với phía Trung Quốc. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh ta về việc triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện kết nối mạng toàn quốc đối với các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, để hạn chế những bất cập hiện nay trong quản lý thuốc, tránh tình trạng sử dụng thuốc tùy tiện, thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thì cần thiết phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng toàn quốc đối với các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn toàn quốc, mà Hưng Yên là địa phương thứ hai được lựa chọn làm thí điểm cùng với Phú Thọ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng cũng nhấn mạnh cần thiết phải triển khai ngay chương trình này trên địa bàn tỉnh và đề nghị Bộ Y tế bố trí kinh phí để thực hiện chương trình. Các sở ngành đơn vị của tỉnh có kế hoạch cụ thể, ra soát tập huấn để triển khai đồng bộ, tránh sự chồng chéo lãng phí và tiến tới mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin ra nhiều lĩnh vực khác trong quản lý y tế. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định với những chương trình kế hoạch cụ thể, tỉnh Hưng Yên hoàn toàn có thể triển khai chương trình này trên toàn hệ thống và dự kiến sau khi rà soát, cài đặt tập huấn thì đến tháng 5 sẽ triển khai trên tất cả các cơ sở cung ứng thuốc của tỉnh. Sáng nay, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Điệp ở thôn Duyên Linh. Về dự lễ có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện Hội đồng Hương Hưng Yên tại Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga. Bà Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1963, sức khỏe yếu, bị rối loạn tâm thần, hiện đang sống độc thân trong căn nhà nhỏ hẹp đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Điệp, với tấm lòng hảo tâm hướng về quê hương và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng Hương Hưng Yên và gia đình ông Nguyễn Văn Tràng, người con của quê hương Đình Cao, đang sinh sống công tác ở Moscow, đã ủng hộ 50 triệu đồng để bà Điệp xây dựng, nâng cấp nhà ở.
Hiện nay một số xã ở huyện Văn Giang đã không còn trồng lúa mà chuyển sang toàn bộ diện tích trồng các loại hoa và cây cảnh, cây ăn quả. Những người nông dân ở đây đã nhanh nhạy học hỏi kinh nghiệm đóng bầu, ghép mắt và nhận làm thuê cho các nhà vườn có diện tích lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công việc chính của những người nông dân nhận làm thuê ở đây đó là ghép mắt nhân giống các loại cây như ổi, táo, cam vinh, cam đường canh và trộn đất, đóng bầu vào túi để ươm giống cây. Trung bình, một người có thể đóng được từ 2.000 đến 4.000 bầu đất tùy vào tay nghề. Cứ 1.000 bầu, họ nhận được 100.000 đồng tiền công. Một ngày thợ đóng nhanh có thể thu được từ 300 đến 500.000 đồng. Đối với chiết và ghép mắt đòi hỏi sự cẩn thận, khéo léo hơn. Người ghép cần chú ý mắt ghép kín, đúng kỹ thuật nên ngày công cao hơn, dao động từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng một ngày. Những xã có nhiều thợ lành nghề nhất trong huyện là Mễ Sở, Thắng Lợi, Liên Nghĩa. Đặc biệt ở làng Đan Kim, xã Liên Nghĩa, có đến 70% người dân đều làm nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập hàng năm lên đến trên 100 triệu đồng. Hiện nay, người dân xã Đức Hợp, huyện Kim Động lại hối hả bước vào vụ đánh bắt cá mòi. Đây được coi là nghề truyền thống, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân trong xã. Toàn xã có gần 50 hộ chuyên làm nghề chài lưới, tập trung chủ yếu ở thôn Đông Khu. Một số hộ đánh bắt hàng chục năm nay với số lượng lớn như gia đình ông Bùi Văn Thoái, Bùi Văn Hưng. Mùa cá mòi bắt đầu từ tháng Giêng đến hết tháng Tư âm lịch. Các ngư dân sẽ chia ca, thay nhau thả lưới. Mỗi ngày các ngư dân ở đây thả từ 2 đến 3 mẻ lưới. Chỉ khoảng 1 đến 2 giờ sau, các thuyền sẽ thu lưới. Ở thời điểm này, bình quân mỗi thuyền bắt được khoảng 20kg cá mỗi ngày. Cá mòi có đặc điểm là sau khi đưa lên mặt nước sẽ chết ngay chứ không giữ lâu được như các loại cá khác. Vì vậy, cứ mỗi mẻ cá đánh xong, người dân lại họp chợ cá để bán lẻ và bán buôn. Với giá bán trung bình là 30 đến 40.000 đồng một kg, trung bình mỗi vụ cá mòi, ngư dân nơi đây sẽ thu về từ 20 đến 30 triệu đồng. Do làm tốt các bước theo quy định của luật về thu hồi, giải phóng mặt bằng, nên trong 5 năm vừa qua, các dự án vào đầu tư trên địa bàn huyện Mỹ Hào đều được sớm bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng, góp phần tạo diện mạo mới cho thị xã Mỹ Hào trong tương lai. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm huyện Mỹ Hào thực hiện giải phóng mặt bằng từ 15 đến 20 dự án vừa đầu tư với tổng diện tích gần 1.000 ha, chủ yếu là dự án công nghiệp và đô thị. Riêng năm 2017, diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng cho các dự án vào đầu tư hơn 400 ha. Do công khai minh bạch tại trụ sở xã thôn, khu dân cư về quy hoạch của từng dự án cũng như đơn giá đền bù, diện tích thu hồi số tiền đền bù của từng hộ nên được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo thuận lợi cho việc thu hồi giải phóng mặt bằng. Kết quả là trong nhiều năm qua, tại Mỹ Hào chưa có dự án nào bị quá chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng gây ra. Phải công khai quy hoạch, triển khai cái quy hoạch 1/500 là phải thông báo cho dân và đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân dân xã và các thôn để cho nhân dân hiểu được cái việc đó. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần đẩy mạnh công tác hội và phong trào hội phụ nữ các cấp, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2018, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh mở chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp, được phát sóng vào ngày 8 hàng tháng sau bản tin thời sự. Sau đây là những nội dung của chuyên mục đầu tiên. Thời gian qua, nhờ có nhiều hoạt động tích cực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã thu hút được nhiều hội viên tham gia. Hội Phụ nữ phường xây dựng được tổng số quỹ trên 300 triệu đồng để quan tâm thăm hỏi động viên và bình xét cho 35 hội viên vay phát triển kinh tế. Năm 2017, vận động 68 chị giúp 47 hội viên bằng tiền, con giống, cây giống, tư liệu sản xuất với số tiền gần 700 triệu đồng. Cùng với công tác xóa đói giảm nghèo trong các dịp lễ Tết ngày kỷ niệm, chị em hội viên còn tổ chức giao lưu văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc. Với hoạt động thiết thực năm 2017, số hội viên tham gia hội phụ nữ các cấp là trên 1.000 hội viên. Là phụ nữ trẻ tuổi,
nhưng chị Phùng Thị Kim Ngân ở thôn Mai Viên, xã Song Mai, huyện Kim Động được nhiều chị em trong xã biết đến là một hội viên tích cực trong phát triển kinh tế, giữ gìn gia đình ấm no, hạnh phúc. Ban đầu, kinh tế gia đình chị phụ thuộc vào con lợn cây lúa. Năm 2015, nhận thấy giá trị kinh tế con lợn hiệu quả không cao, chị đã cùng chồng bàn bạc và mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi sang nuôi chim bồ câu vào năm 2015. Đến nay, mô hình này đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Với 1.000 đôi chim bồ câu cho thu 300 con chim non, xuất bán 145.000 đồng một đôi, trừ chi phí gia đình chị thu lãi gần 20 triệu đồng một tháng. Song song với phát triển kinh tế, chị còn hoàn thành tốt chức năng làm con, làm vợ, làm mẹ. Thời gian xây dựng gia đình không nhiều, nhưng với bản chất chịu thương, chịu khó, nhanh nhẹn, chị luôn được bố mẹ và chồng tin tưởng yêu quý. Gia đình chị là một trong những gia đình trẻ tiêu biểu của thôn xã trong phát triển kinh tế, gia đình hạnh phúc. Trên tinh thần tương thân tương ái, bằng nhiều hình thức khác nhau như tín chấp ngân hàng, tiết kiệm hay những nắm gạo nghĩa tình, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ của huyện Khoái Châu đã giúp cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Gia đình chị Đỗ Thị Hoa, thôn Phố Phủ, thị trấn Khoái Châu, thuộc diện hộ nghèo năm 2013, được sự động viên của chị em phụ nữ thôn, chị đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng nhờ việc tín chấp của hội phụ nữ thị trấn Khoái Châu, 50 triệu từ quỹ tình thương để phát triển kinh tế. Chị Hoa thử ruộng xây dựng trang trại với tổng diện tích 1,7 mẫu, trong đó là 9 xào ao, 20 gốc nhãn và 50 con gà. Qua 5 năm, gia đình chị thoát nghèo bền vững với số tiền lãi hàng năm thu được là 120 triệu đồng. Cái trang trại này ngày xưa nhá, là tất cả nhà 4 người đều ở đây hết. Thế nhưng mà nhờ có sự hỗ trợ của hội phụ nữ thị trấn cũng như các ban ngành đoàn thể trong thị trấn thì đến bây giờ nhà tôi cũng đã mới xây được cái nhà khang trang ở trên đất mà bố mẹ cho. Bà Nguyễn Thị Thạp ở bãi Sợi 2, xã Tân Tân không may mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối, chồng bà cũng mắc bệnh thần kinh, không có khả năng lao động. Cảm thông cho hoàn cảnh của bà, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tân đã phát động chị em xây dựng mô hình phế liệu sạch. Hội viên phụ nữ đã tích cực gom các loại rác thải sạch như bìa các tông, vỏ chai, lon. Ngày 14 đến 15 hàng tháng ủng hộ cho vợ chồng bà Thạp. Mỗi tháng bán phế thải, vợ chồng bà có từ 300 đến 400 nghìn đồng cải thiện cuộc sống. Vào các ngày lễ mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, bà thu gần 2 triệu đồng từ nguồn phế liệu này. Với ý nghĩa thiết thực đó, chị em hội viên phụ nữ đã tích cực thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Chị em trong hội phụ nữ là ủng hộ quyên góp một cái gia đình như này là quá là một cái chí gọi là bảo vệ lẫn nhau trong những cái lúc hoàn cảnh khó khăn. Mùng 8 tháng 3 này thì các cấp hội chúng tôi tiếp tục phát động cán bộ hội viên hưởng ứng phong trào thi đua và tiếp tục duy trì các cái mô hình như là hũ gạo tình thương, mô hình phế liệu sạch và cái mô hình địa chỉ tiếp nhận các cái vận dụng gia đình để tặng cho các cái hộ gia đình khó khăn. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu đã vận động trên 28.000 hội viên thực hành tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ khó khăn phát triển sản xuất với số tiền gần 4 tỷ đồng. Vận động trên 300 hội viên, giúp đỡ trên 260 hội viên phụ nữ nghèo về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, nhờ đó đã góp phần giúp 325 hộ thoát nghèo. Sau Tết, số trẻ nhập viện vì rối loạn tiêu hóa tăng, ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Theo số liệu của khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, những ngày trong và sau Tết, bình quân mỗi ngày khoa tiếp nhận trên 50 bệnh nhi đến khám các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, trong đó có gần 1/2 số trẻ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng tiêu chảy cấp, nôn, ói và sốt. Hầu hết trẻ nhập viện đợt này đều trong lứa tuổi đi nhà trẻ và cấp tiểu học. Theo nhận định của các bác sĩ là do trẻ ăn uống thất thường, ăn hàng quán không hợp vệ sinh, thời tiết nóng lạnh đột ngột, cùng với đó là thói quen giữ nhiều thực phẩm trong ngày Tết của nhiều gia đình dẫn đến thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, khiến số trẻ bị mắc bệnh rối loạn tiêu hóa tăng cao, trong đó phần nhiều là trẻ bị tiêu chảy cấp. Để phòng tránh các bệnh về tiêu hóa, các bậc phụ huynh không nên cho trẻ ăn các loại thức ăn còn thừa lại sau Tết. Cần ăn chín, uống sôi, thực hiện tiêm ngừa đầy đủ cho trẻ, hạn chế cho trẻ ăn các món chiên xào vì ăn nhiều dầu mỡ dễ gây tiêu chảy cho trẻ. Thực phẩm bày la liệt không che đậy ở nơi có nhiều người và phương tiện giao thông qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là thực trạng diễn ra ở nhiều lễ hội dịp đầu năm.
Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại lễ hội Đền Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Để đáp ứng nhu cầu lượng lớn người du xuân lễ hội, dịch vụ ăn uống tại di tích cũng mang tính chất tạm thời. Nhiều lều quán đã được mọc lên với đủ loại thực phẩm từ bún, phở đến những gánh hàng di động như xúc xích, bánh kẹo, nước uống. Bố trí ngay ở đường đi lối lại, thiếu điều kiện bảo quản và chế biến thực phẩm an toàn. Vì lễ hội thường mang tính chất thời vụ nên nhiều chủng loại thực phẩm được sản xuất chế biến thủ công. Người bán hàng, chế biến thực phẩm thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm, lượng người đi lại ăn uống đông đúc, dồn dập dễ tạo ra sự nhiễm vào thức ăn, nên nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại lễ hội là rất lớn. Thưa quý vị và các bạn, đi lễ đền chùa đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. Thế nhưng, từ lễ bạc lòng thành, giờ đây không ít người đã làm biến tướng tục lệ này. Từ một nét văn hóa truyền thống, giờ đây khi đi lễ đầu năm đang có dấu hiệu của hoạt động mê tín dị đoan khi người dân cung tiến rất nhiều tiền bạc vào các vật phẩm vàng mã. Đây là những hình ảnh nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được tại Đền Mẫu, thành phố Hưng Yên. Tại đây đang diễn ra khóa lễ dâng sao giải hạn đầu năm của hơn 50 hộ gia đình. Để phục vụ cho khóa lễ, đã có hàng trăm đồ mã được mang đến di tích với đầy đủ các loại từ tiền vàng đến ngựa giấy, voi giấy, thuyền giấy, hình nhân thế mạng, tiên cô, hình mẫu. Trong đó có nhiều đồ mã có kích thước lớn và có giá cao như ngựa giấy, voi giấy, giá cả từ 700 tới 800 nghìn đồng một con. Để có được những đồ mã đa dạng như thế này, các gia chủ đã phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Mỗi gia đình đóng góp là tùy tâm, người nào nhiều đóng nhiều ít đóng ít tùy tâm này, dăm 7 triệu, chục triệu gì đấy. Số tiền để chi cho những thứ hàng mã này lên đến hàng chục triệu đồng. Thế nhưng khi khóa lễ kết thúc, các đồ lễ này lại được cho vào lò hóa vàng như thế này. Vậy là hàng chục triệu đồng chỉ sau vài tiếng đồng hồ cũng chỉ còn là khói bụi nghi ngút. Mặc dù ban quản lý di tích năm nào cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng vàng mã trong khuôn viên di tích, nhưng năm nào tình trạng này cũng tái diễn. Những cái đồ hàng mã đến lễ tại đây thì hầu như là do người dân họ mang đến đây. Và trước khi họ mang đến đây lễ thì chúng tôi cũng tuyên truyền về cái việc là không nên đốt sử dụng hàng mã nhiều trong các di tích. Tức là mình cũng không thể luôn là để du khách không đốt vàng mã nữa mà hạn chế dần dần cái việc đốt vàng mã. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền sử dụng ở trên loa. Còn đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại Đền Bà Chúa Kho, thành phố Hưng Yên. Tại đây cũng đang diễn ra khóa lễ dâng sao giải hạn của 60 hộ gia đình. Theo như tìm hiểu, để sửa soạn cho mâm lễ này, mỗi hộ cũng phải bỏ ra từ 3 tới 4 triệu đồng. Trong đó số tiền bỏ ra để mua đồ mã cũng lên đến cả chục triệu. Và rồi khi khóa lễ kết thúc thì số tiền này cũng lại trở thành khói bụi nghi ngút, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm không khí. Không chỉ tại các di tích mà tại nhiều hộ gia đình, việc đốt vàng mã đã trở thành một thói quen. Cứ tuần rằm mùng 1, những ngày dỗ chạp, đồ lễ không thể thiếu là vàng mã. Nhà ít thì vài ba đinh tiền vàng, nhà nhiều thì đầy đủ cả quần áo, ngựa xe, nhà lầu, xe hơi, điện thoại. Cứ trần sao thì âm vậy. Gia đình nhà tôi là cũng đốt thì mong muốn để cho các cụ nhận được. Với cách nghĩ người sống có cái gì thì người chết có cái đó, nên tục đốt vàng mã mới bị biến tướng. Trước thực trạng đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn số 31 với nội dung Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Nhưng dường như tình trạng sử dụng vàng mã tại các di tích trên địa bàn tỉnh ta vẫn không giảm. Theo như tôi nghĩ là giáo hội đưa ra đúng lúc, đưa cái công văn đấy ra rất là hợp thời. Không có giáo lý Đức Phật nào dạy đốt vàng mã. Đấy nó chỉ là do cái nguyện vọng của những người dân. Tục lệ đốt vàng mã bắt nguồn từ hủ tục đốt vàng trong đám tang của người Trung Quốc. Ý nghĩa ban đầu chỉ mang tính tượng trưng, tùy táng theo người chết mà thôi. Nhưng lâu dần, việc này giống như một thói quen, người ta cứ sử dụng mà không hiểu ý nghĩa là gì. Chính vì thế nó mới bị biến tướng và lạm dụng như ngày nay. Và cuối cùng hình thành tâm lý, người sống có cái gì thì người chết có cái đó. Đây là một hiện tượng xã hội xấu, chính vì thế chúng ta cần tuyên truyền để loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tránh lãng phí, gây ô nhiễm môi trường. Từ nhiều năm nay, tại chùa Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, nhiều Phật tử đã bỏ thủ tục đốt vàng. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại vào ngày rằm tháng Giêng. Các Phật tử đến lễ chùa mang theo lễ vật nhưng tuyệt nhiên không có vàng mã. Với các Phật tử ở đây, đi lễ Phật cốt là cái tâm hướng Phật. Khi xây dựng kiến thiết, nhà chùa cũng không xây dựng lò hóa vàng và hướng dẫn các Phật tử không nên đốt vàng mã. Nhiều người dân cũng đã bỏ tục đốt vàng mã tại gia đình, vừa tiết kiệm chi phí, lại bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.